phụ nữ khôn ngoan càng tuyệt tình càng thu hút đàn ông. Kính thưa quý vị và các bạn, muốn không phải chịu khổ vì đàn ông, phụ nữ khôn ngoan cần lưu ý những điều này. Để hạnh phúc, phụ nữ khôn ngoan cần biết khi nào nên mạnh mẽ và quyết đoán đối với những người xấu tính, không nên tha thứ, không để họ cơ hội làm tổn thương mình lần thứ hai. Để bình yên, hãy tách biệt khỏi những người không thành thật với bạn. Trong tình yêu, không nên đặt quá nhiều tâm huyết và luôn phải cảnh giác để phân biệt người thật lòng và người không chân thành. Đừng cố gắng để làm hài lòng người khác. Hãy tốt với những người yêu quý bạn, còn đối với những người không biết trân trọng bạn, hãy loại bỏ họ khỏi cuộc đời. Tiền bạc mà bạn tự kiếm luôn có giá trị hơn việc phải dựa vào sự nhượng bộ của người khác. Dù làm việc cật lực, nhưng sau này bạn sẽ có cuộc sống bình yên và không ai coi thường bạn. Phụ nữ có thể yếu đuối, nhưng đừng bao giờ thể hiện sự yếu đuối quá mức. Hãy biết mạnh mẽ đúng lúc để bảo vệ bản thân và trở thành tâm điểm, điểm tựa cho những người xung quanh. Trong cuộc sống, phụ nữ không cần phải quá thông minh, đôi khi phải giả ngốc để bảo vệ lợi ích của mình. Phụ nữ khôn ngoan biết cách giả vờ ngốc khi cần thiết. Hãy hài lòng với những gì bạn hiện đang có và không mơ mộng quá nhiều. Cuộc sống biết đủ là hạnh phúc. Đừng quá tham lam, hãy duy trì việc tập luyện thể dục để giữ vóc dáng cân đối sự quyến rũ của mình thì sẽ luôn thu hút được sự quan tâm từ mọi người xung quanh. Phụ nữ không nên lười biếng, hãy dành thời gian hàng ngày để chăm sóc da. Dù bận rộn, hãy thực hiện các bước dưỡng da cơ bản để luôn giữ làn da tươi trẻ và khỏe mạnh. Phụ nữ có biết càng hy sinh nhiều thì đàn ông càng coi thường và nhanh chán không? Nếu cho rằng tình yêu là sự hy sinh không vụ lợi thì bạn đã sai lầm. Dẫu biết khi yêu chúng ta không tính toán gì, nhưng để có được trái tim người ấy mãi mãi và không tự làm khổ mình thì phụ nữ phải khôn khéo và có bí kíp. Có những thứ bạn nên học cách từ bỏ, vì không phải mọi thứ bạn đang mong muốn đều cần thiết. Đôi khi việc cố gắng quá sẽ dẫn đến thất bại và thất vọng. Nếu bạn là một người phụ nữ khôn ngoan, không bỏ lỡ bất kỳ điều gì, một người phụ nữ thông minh sẽ nhận biết rằng việc tranh giành chỉ khiến bản thân dễ tổn thương hơn. Hãy giữ điều cần giữ và buông bỏ những điều không cần. Đời con người sinh ra có cô đơn, và khi thích nghi với nó, phụ nữ sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. 1. Phụ nữ phải biết tự chăm sóc bản thân, chứ đừng chỉ chăm sóc người đàn ông của mình. Thời gian sẽ tàn phá tất cả, từ sức khỏe đến nhan sắc, nên người phụ nữ cần cân nhắc để chăm sóc tốt cho bản thân. Sau khi lập gia đình, thường người phụ nữ sẽ chỉ lo lắng cho chồng, cho con mà quên đi bản thân. Đó là một sự thiệt thòi sâu cho chính mình. Phụ nữ không nhất định phải dốc cạn mọi thứ mình có, bỏ việc, bỏ làm để ở nhà vun vén cho gia đình. Nhan sắc bị mai một, người chồng lại thiếu quan tâm, thì có lẽ người phụ nữ cần thực sự nghiêm túc cân nhắc, lo lắng chỉn chu cho bản thân. Người ta nói phụ nữ đẹp quá thì có quà, đẹp thì có quyền. Nhiều người nghĩ những lời đó chỉ là đùa hoặc theo một cách tiêu cực. Nhưng thực tế, xã hội ngày nay là như vậy. Khi bạn đẹp, bạn có rất nhiều đặc quyền. Thanh xuân của đàn bà ngắn lắm, thoát còn trẻ đó, thoát đã già rồi. Vậy nên đừng chỉ sống vì người mà bỏ bê bản thân. Đừng tự hào về hai chữ biết hy sinh, để rồi thời gian qua đi mới giật mình nhận ra chẳng còn gì ngoài những nếp nhăn và một thân xác rã rời mệt mỏi. Vì thế, hãy biết cách tự chăm sóc bản thân mình trước tiên, chứ đừng bao giờ hy sinh quá mức vì người khác. Nhiều người khi yêu thường nghĩ rằng bạn trai, chồng là số một, tất cả đều dành cho người đó, còn bản thân mình thì để sau.
nhưng chỉ có đàn bà dại dột mới làm như vậy. 2. Phụ nữ nên biết khi nào cần buông tay. Tuyệt tình có nghĩa là bạn nên biết cái gì cần nắm giữ và cái gì nên buông bỏ. Một khi đã buông bỏ được thì bạn mới có thể ngẩng cao đầu bước tiếp. Nhiều người phụ nữ khi bị đàn ông chia tay liền tìm cách cầu xin sự tha thứ và quay lại. Thậm chí có nhiều người biết chắc người đàn ông của mình ra ngoài lăng nhăng nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Họ sẵn sàng chịu đựng, nhẫn nhịn. Nếu tha thứ có thể là lần đầu tiên, nhưng bạn tha thứ được một lần, người ta sẽ làm tới lần hai, lần ba. Khi đó phụ nữ không còn biết cách buông bỏ, chấm dứt tình cảm thì quả là tự làm tổn thương chính mình. Nên nhớ, người phụ nữ có bản lĩnh không cho phép ai được làm tổn thương mình, cần phải tuyệt tình với những kẻ dám phụ bạc bạn. Không cần trả thù, bởi vì như thế chỉ khiến lòng bạn bứt rứt, không yên mà thôi. Hãy rời xa anh ta, coi như chưa từng quen biết. Trên đời này không có gì là mãi mãi cả. Đôi khi bạn nghĩ rằng tình yêu của hai người là vĩnh hằng. Nếu không có anh ta thì bạn sẽ không sống nổi. Nhưng sự thật chẳng có ai không sống được vì thiếu một người khác cả. Họ chỉ không sống được vì thiếu tiền mà thôi. Vậy thì không việc gì phải hủy hoại hạnh phúc và lòng tự trọng của mình để cho những người không đáng. Phía trước còn rất nhiều điều hạnh phúc bất ngờ đang chờ đón bạn. 3. Học cách sống tự lập. Phụ nữ hiện đại ngày nay phải tự lập và mạnh mẽ. Phụ nữ hãy xây dựng cho mình một sự nghiệp riêng để tìm kiếm sự độc lập trong tài chính. Khi đó, người phụ nữ sẽ tự do hơn trong mọi quyết định chi tiêu cho gia đình và cho cả những mối bận tâm riêng của mình. Nhiều khi mình dễ bị người khác tác động, dễ buồn vui vì lời nói của chồng, mẹ chồng hoặc bạn bè. Đừng trở thành cái máy lạnh, ai chỉnh mấy độ thì bạn nấy độ. Nhiều người sợ cuộc sống cô đơn, một mình nên luôn mong muốn có một người đàn ông bên cạnh che chở, bảo vệ. Nhưng ai cũng vậy, không bao giờ đáng tin bằng chính bản thân mình. Họ cũng không chắc rằng sẽ sống bên cạnh bạn cả đời. Đừng bao giờ nghĩ rằng cho đi tất cả thì sẽ là cô gái đáng yêu, còn giữ lại thì là ích kỷ. Đôi khi cuộc sống cần một chút ích kỷ cho bản thân mình. Là phụ nữ, hãy làm quen với cách sống cô đơn để khi bị phũ phàng còn có bản lĩnh đứng vững. Phụ nữ thông minh biết cách thể hiện tính cách lạnh lùng đúng lúc với đúng người. Sự ấm áp chỉ dành cho những người xứng đáng. Là phụ nữ, hãy học cách quyết liệt và dứt khoát. Hãy giữ những điều cần giữ và buông những điều không cần. Người nào không xứng đáng thì hãy quên đi. Là phụ nữ, hãy học cách thể hiện sự tàn nhẫn với những kẻ phản bội. Không dành lòng nhân nhượng và dịu dàng cho những ai không xứng đáng. Hãy học cách sống chung với cô đơn, vì không ai có thể ở bên bạn và bảo vệ bạn cả đời. Con người sinh ra đã có cô đơn, và khi thích nghi với nó, phụ nữ sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Là phụ nữ, điều tuyệt vời nhất không phải là có chồng giàu, có người yêu đẹp trai, thành đạt, mà là người phụ nữ kiếm tiền bằng chính công sức và sự nỗ lực của bản thân, không phụ thuộc vào người khác. Hãy cố gắng và nỗ lực học hỏi khi cần và rèn luyện khi chưa giỏi. Chắc chắn quyền lực không nằm ở tay người khác, mà ở chính sự nỗ lực đó của bạn. Phụ nữ nhất định đừng để bản thân bị tình yêu, một người tệ bạc mà phải bi lụy, buồn khổ, không dám dứt khoát bỏ đi. Dám dứt khoát bỏ đi mới là đàn bà bản lĩnh. Phụ nữ đừng tỏ ra quá thông minh, đôi khi khù khờ một chút với những chuyện không quan trọng cũng tốt hơn, để dành sự thông minh với những vấn đề khó khăn hơn trong cuộc sống. Bởi khi yếu đuối mấy cũng phải học cách mạnh mẽ,
dù chuyện gì xảy ra, bạn phải đối mặt với nó một cách kiên cường. Học cách tự hài lòng với bản thân, biết rõ vị trí và giá trị của mình, và hãy hài lòng với những gì bạn đang có. Đó cũng là một loại hạnh phúc. Nỗ lực để tự giữ gìn nhan sắc và vóc dáng, không phải để làm người khác trầm trồ, để đàn ông tán tỉnh, mà để cho bản thân tự tin và hạnh phúc. Có thể bạn chưa có người đàn ông chân thành, nhưng hãy có một người bạn đích thực. Phụ nữ khôn ngoan biết cảm nhận và chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn của người khác, nhưng đặt mình lên hàng đầu, vì họ hiểu rằng để làm hài lòng người khác, trước hết phải sống thỏa đáng với cuộc đời của chính mình. Kính thưa quý vị, im lặng là một trong những phương pháp thông thái trong việc giải quyết vấn đề của phụ nữ thông thái. Phụ nữ khôn ngoan luôn biết lúc nên nói và lúc nên giữ im lặng. Lời nói của họ luôn chất lượng và tầm quan trọng, còn sự im lặng của họ cũng chứa đựng giá trị không nhỏ. Chính vì vậy, việc giữ im lặng là một trong những biện pháp thông thái trong việc giải quyết vấn đề của phụ nữ khôn ngoan. Phụ nữ thông thái không bao giờ để bản thân mình trở nên thụ động trước những khó khăn trong cuộc sống. Họ luôn là người chủ động trong mọi vấn đề. Thưa quý vị, họ luôn sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ trở ngại nào. Khi bị hiểu lầm, thường không vội vàng giải thích. Thay vào đó, họ đáp lại bằng sự im lặng, bởi họ cho rằng bản thân bị hiểu lầm là vì đối tác chưa hiểu họ, hay là vì họ đơn giản không muốn hiểu. Với những người chưa hiểu họ, họ sẽ không dùng lời nói để giải thích, muốn để thời gian và hành động của bản thân là câu trả lời. Với những người không muốn hiểu hoặc chỉ muốn bôi xấu họ, họ lại càng không cần phải lên tiếng. Đó là cách sống khôn ngoan để bảo vệ giá trị của bản thân. Phụ nữ khô khan thì bị nói là cứng nhắc. Phụ nữ lụy quá thì lại khiến đàn ông mệt mỏi. Phụ nữ biết mềm dẻo đúng lúc sẽ khiến đàn ông say mê cả đời. Sau đây là những đặc điểm của người phụ nữ hạnh phúc được yêu chiều. 1. Biết mềm nắn rắn buông. Tư tưởng triết học phương Đông quan niệm rằng đàn ông tượng trưng cho thể cứng, có sức mạnh xuyên đá vá trời, khác hẳn đàn bà tượng trưng là nước, mềm mại uốn lượn, có khả năng len lách, luồn lọt vào tận cùng hang sâu ngõ hẻm tâm hồn con người. Vì thế, trước một tình hình không vừa ý, đàn ông hoặc là có thái độ phản kháng mạnh mẽ, hoặc tức giận, nóng nảy, sôi lên ầm ầm. Trái lại, đàn bà khôn khéo thường biết mềm nắn rắn buông hoặc tận dụng mọi thời cơ nhằm áp dụng thế võ truyền thống, lạt mềm buộc chặt, chuyển bại thành thắng, chuyển yếu thành mạnh, luôn mạnh mẽ trong vẻ yếu mềm, khiến đối thủ khác giới dù lợi thế đến đâu đôi khi cũng phải bỏ giáo quy hàng. 2. Biết khiêm tốn. Đàn ông ham muốn những người phụ nữ gợi cảm nhưng lại đem lòng yêu một người phụ nữ khiêm tốn. Sự khiêm tốn trong hành vi, lời nói, cách ăn mặc là những gì phái mạnh kiếm tìm ở người bạn đời. Đàn ông nhận thấy những cô gái có thân hình bốc lửa thật quyến rũ. Tuy nhiên, họ sẽ mất dần hứng thú sau vài cuộc gặp gỡ đam mê trên giường. Ngoài ra, đàn ông thường cho rằng phụ nữ nóng bỏng thường thiếu tin cậy và đòi hỏi cấp dưỡng cao. Tóm lại, đàn ông thích người phụ nữ họ có thể đưa về gặp mẹ của mình. 3. Hiền dịu và vị tha. Đàn ông sẽ dễ yêu một người phụ nữ hiền dịu, ấm áp, tận tâm hơn là người phụ nữ lạnh lùng. Phái mạnh yêu để được quan tâm, chăm sóc như một người mẹ, không cằn nhằn mà quan tâm, chăm sóc. Do đó, họ có xu hướng yêu một người phụ nữ mang đến cho họ sự đồng thuận và ấm áp. Đây là một trong những đặc điểm hấp dẫn phái mạnh nhất của phụ nữ. 2. Tốt bụng. Sự tốt bụng, quan tâm và bao dung là những điều phân biệt một người phụ nữ đẹp và một người phụ nữ chỉ có vẻ bên ngoài nhưng nội tâm trống rỗng.
luôn lạc quan trước mọi hoàn cảnh, thân thiện với xung quanh, biết yêu thương và cảm thông chính là những tố chất giúp bạn trở nên đẹp đẽ, bất kể ngoại hình của bạn ra sao. Vẻ đẹp toát ra từ nội tâm, có sức chinh phục mãnh liệt. Những người đàn ông tìm kiếm người bạn đời để tâm hàng đầu tới phẩm chất tốt bụng và nội tâm của người phụ nữ, chứ không phải là vẻ bề ngoài. 5. Biết lắng nghe. Lắng nghe là điểm mà đàn ông đề cao nhất ở phụ nữ. Đàn ông cần một người biết im lặng và thấu hiểu những điều anh ấy nói. Trên thực tế, dù mạnh mẽ, kiên cường đến đâu, họ vẫn muốn có một bờ vai để dựa vào. Đàn ông vẫn luôn khao khát có một người chịu lắng nghe hết thảy những điều mình nói. Vì vậy, phụ nữ hãy chú ý điều này. Có những chuyện nên giữ im lặng sẽ tốt hơn. Đừng nói quá nhiều. Đừng trở thành gánh nặng của người khác. Đừng để đàn ông cảm thấy áp lực khi ở bên cạnh bạn. 6. Biết mềm mỏng nhưng không khoan nhượng. Đây là một trong những tính cách ở phái nữ khiến cho nam giới phải nể. Nếu như quyền uy và thế lực về vật chất, địa vị làm phái nam kính trọng và đôi lúc tỏ ra sợ sệt, thì bản tính mềm mỏng của người phụ nữ lại khiến họ kính mến nhưng không sợ hãi lùi xa, mà ngược lại luôn muốn gần gũi và trở nên thân thiết hơn. Lúc đó ở phái mạnh hình thành tâm lý vừa thinh thích vì bị sự lôi cuốn của tính cách đàn bà, vừa ngại ngại trước ý nghĩ sẽ phải rút ngắn dần khoảng cách. Như vậy, quyền uy về vật chất và địa vị ở một người phụ nữ có thể sẽ làm đàn ông khiếp sợ. Nhưng tính cách mềm mỏng đầy nữ tính ở họ đôi khi lại có tác dụng hạ đo ván một phái mạnh ra dáng đàn ông nhất. Quý vị thân mến, nam giới bị quyến rũ bởi những người phụ nữ quyết đoán, dù họ vẫn thích những người phụ nữ có dáng vẻ yếu ớt, phụ thuộc. Một người phụ nữ quyến rũ thực sự là người biết mình muốn gì. Khi đối diện với khó khăn, nàng sẽ không phí thời gian oán thán. Nàng chính là người làm chủ số phận mình. Điều này khiến nàng trở nên quyến rũ và tạo cảm giác thoải mái khi ở gần.